Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 44, đó là khen từ chagavun hekotonyo. Khen từ chagavun hekotonyo. Bởi vì xuân xong rồi mà. Thì bài này, mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ biết là chagavun chang hwangyeong myosahagi. Myosa đây là miêu tả, hwangyeong là hoàn cảnh. Chagavun chang là nơi làm việc. Chúng ta sẽ học cái mục tiêu bài học là sẽ miêu tả về hoàn cảnh nơi làm việc. Thứ hai là, nữa là trong khi trong ni chống đôn và chúng ta nói về cái việc tổng vệ sinh. Ngữ pháp chúng ta sẽ học về động từ đi với cơ tôn nhiều là cái gì đó mà, lý do vì cái gì đó. Tiếp theo thứ hai là a chi đà, cái này chúng ta sẽ trở nên trở thành, hoặc là nếu đối với động từ chúng ta dịch là bị hoặc là được. Ơ huy phần từ vựng thì chúng ta có cha gấp trang hoan kiêng, từ vựng về hoàn cảnh cái môi trường nơi làm việc. Tiếp theo phekimul qua chân ni toku, phekimul là những cái đồ phế thải, qua là và, chân ni toku, chân ni là dọn dẹp, chân ni là dọn dẹp, toku là dụng cụ dùng để dọn dẹp nhá. Đấy là từ vựng. Trong bô muôn hoa phần thông tin văn hóa thì chúng ta có trao gấp toku chống ni chống đồn, và chúng ta có việc là sắp xếp dọn dẹp những cái dụng cụ làm việc, công cụ làm việc ấy. Thì ở đây chúng ta có nhìn cái bức hình ở đây thì chúng ta nhìn ngay thấy đây là cái môi trường là làm về sơn, cái chổi quét sơn đây nhá. Thì chổi sơn là màu, thứ hai là bên trên có cái không khí nó đậm đặc màu nâu nâu thì nó tức là không khí bị ô nhiễm đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái đoạn này nó như thế nào. Đầu tiên là lihan chi, lihana musun nemche dachi annayo, bạn có thấy mùi gì không? Musun là gì, nem xe là mùi, na tà là xuất hiện, chi annayo là không, thì bạn không thấy mùi xuất hiện mùi gì à? Bạn có thấy mùi gì không? Chắc gấp trang tô á chu ấn mang y cổ ấn mang y đà, đó là bừa bộn. Thì chắc gấp trang là nơi làm việc này, tô cũng này, á chu là rất, ấn mang y cổ là bừa bộn. Y chê à, ô chê là hôm qua. Nứt kê ca chi phên thư rơn, phên thư chà gà vơn hét cơ tần nhồ. Vì hôm qua, cơ tần nhồ là vì hôm qua đã làm việc cái phên thư, tức là vì hôm qua đã sơn, phên thư là sơn. Phên thư chà gấp là cái công việc sơn ấy, tiếng Việt của chúng ta cũng là sơn rồi. Vì hôm qua đã sơn, đến tận muộn mà, đến tận muộn. Nố mu nứ cho sơ, vì là quá muộn. Trông ni rưng, Hanado một thago thuê cơn hết rồi. Vì quá muộn nên là chân ni tô Hanado một thago là không dọn dẹp được một cái gì và đã nghỉ, tức là nghỉ nghỉ mà không dọn dẹp gì. In si chắc ha ki chỗ này hoan phung ki thủ địa rồi. Hoan phung ki ở đây là quạt thông gió nha các bạn nhé, quạt thông gió. Thôn lia sơ tức là khởi động, tức là bật đó. Tức là trước khi làm việc ấy. In si chắc ha ghi trở nên, khi trở nên là trước khi làm việc gì đó, là in si chắc kata. Hoan ghi thủ lia sơ là bật cái quạt thông gió. Hoan ghi bu thơ he cái sởi, thì chúng ta phải làm từ cái việc thông gió. Lian chi nên cha gấp tô cu bồn chơ chừng ni he chú sẻo. Bạn Ly Han thì trước tiên, bơn chơ là đầu tiên, chân ni hay chú sale, hãy dọn dẹp cái tra cấp tô cù, hãy dọn dẹp những cái dụng cụ làm việc cho tôi. Tra cấp tô cù nên cái dụng cụ làm việc ấy, sư cô là sơ sau khi sử dụng đấy, những cái dụng cụ làm việc ấy sau khi sử dụng ấy, paro paro tức là ngay lập tức, paro paro chân ni heya hiểu, chân ni heya hiểu là sắp xếp lại, tức là dọn dẹp lại. Ăn cư lê miên, nếu không như vậy
Miên là nếu, cơ là cơ tà là như vậy, an là không, an cơ miên, na chung e là sau này, mốt là không thể, sân su tô ít cơ tân nhiều. Đây, đây là vì, tức là nếu không như vậy, đây, nếu không như vậy thì gì ạ, sau này vì là có thể là không sử dụng được. Nê chế ga ô lưng chiêu kiểu, vâng tôi sẽ dọn dẹp ngay. Thì ở đây chúng ta có cái từ mới đó là kem từ là sơn, paro paro là ngay lập tức. Thực tế cái chữ một từ paro đã là ngay lập tức rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe check số 136 về cái đoạn hội thoại này.44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 아, 또 말 아니야? 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. Bây giờ mời các bạn đóng vai ạ. Bạn Ngọc có đây không? Có. Có. Trang có đây chứ? Ê. Ờ. Bây giờ bạn Ngọc đóng vai là Tuấn và Trang đóng vai là Ly Han nhé. Ly Han si. Mu sinh nâm xê na chi. À này ô. Em ở đây là chừng. Nem xe Ngọc ơi. Nem xe. Mu sinh nem xe. Mu sinh nem xe na chi an hai ô. Cha cấp chăng tô a chu ơn mang y của. Ơ chê, nịt kê ca chi pe in thư cha cấp hơn hết cơ tư nhỏ. Nó mù nư cho sơ trong ni rin. Hè na tô mốt ha cô thuê cưng hết rồi. Hanato, Trang ơi, Hanato. Ha. Hanato mốt hào cô thuê cưng hết rồi. In si chắc là kì. Chân e hoan phung phung kì. Tùn ria sơ hoan kì bồ thơ hiàn ra kết sở. Cái này là từ từ là Tôn liê sơ. Hoàn kỳ bố thơ. Hè ra kết sở hữu. Thì hà xin đừng. Cha cấp tu cu. Mơn chờ chân ri. Hè chú xê hữu.
작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 아, 그 정리 thì là chân ni em nhá. Chân ni he ra hiểu. Cái này là con ni, chân ni he ra hiểu. An kurumin. Kurumin. Na chung e motion su tu it ke tân o. It ke tân o. Check. Ne, checka unun chi unkeo. Unun. 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 Unun chi unkeo. Chi unkeo. Ok. Bây giờ chúng ta đổi vai này. Bạn Trang sẽ đóng vai là Tuấn và bạn Ngọc sẽ đóng vai là Li Han nhé. Ne. Li Han si, musun nengsena chi anayo? Chak cup và chang to achu. Ông mang ý cô yếu. Ở chê, nứt kê kha chi. Pên thư. Chá cấp nên. Hết kê tân ổ. Hết cơ tân ổ. Nơ mu nư chơ sơ. Nơ mu nơ chơ chơ sơ sơ chân li chân lin lin hanet hane hanato mốt hà cô tuê nên tuê cân hết sợi ổ in si chắc hà kỳ in si chắc hà kỳ cho nè hoan phong kỳ tôn lia sơ hoàn kỳ bù thờ hay ya kết sở yếu. Lian xin chắc cấp tô cụ mơn chờ trong nghi hay chú xeo. Chắc cấp tô cụ nên sư cô na sơ baro trong nghi hay ya hay ổ. An cử đơ miền na chung e mô sơn su tô ít cơ tình nhỏ. Nè. Chê ca. Ản nâng chi un kêu. Ờ, cái đấy là ơn lân. Ơn lân. Ơn lân chi un kêu. Chi un kêu. Nè, ơn lân chi un kêu. Ok, bây giờ bạn Trang đóng vai với thầy giáo nhé. Nè. Trang đóng vai Tuấn ấy. Thầy giáo đóng vai Lý Hàn. Lian si musun neng se na chi anayo. Chakup chang to achu ung mang ikoyo. Oje nukke kachi pentu chakabun hekotunyo. Nomu nujoso chung ni run hanado mutago twigun hesoyo. I si chakaki chone hwang pungki don lioso hanki buto heya kesoyo. Lian si nen chakup. Tô cụ mơn chờ trong nghi hê chú xeo. Chắc cấp tô cụ nên sư cô na sơ baro trong nghi hê ya hê ổ. An, cử đơ miền na chung nghe mô xin sư tô ít tờ cô tình nhỏ. Đấy, chế ca ổ lơ chú lúc kể ổ. Bây giờ đổi vai chăng nhé. Nè. Ô, Lian Chi. 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게 같이 페인트 작업은 했거든요. 너무 늦어서 정리는 하나도 못 하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 오늘
같이 운 게요. 네, 그 cuối cùng là 제가 얼른 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 치울게요. 네. 오케이. 오케이. Chúng ta nghe lại một lần nữa cái bài hội thoại này nhé. 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. chúng ta sang phần từ vựng là trong công trường hoàn kiêng môi trường làm việc thì cái công việc làm sơn ấy thì các bạn chú ý một số cái môi trường làm việc như thế này. Đầu tiên là môi trường làm việc của các ngành nghề thì chúng ta lưu ý là đầu tiên là tô lốc tà là bẩn nhé. Xem là cái môi trường làm việc của chúng ta như thế nào, có tô lốc tà hay không. Tô lốc tà là bẩn, ke cứ tha là sạch sẽ, ứng mang y đà là lộn xộn, bừa bộn. Trông ni ga chàng tuyêu y đà, đó là được dọn dẹp gọn gàng. Nem xe ga shima ra. Nem xe ga shima ra, đó là nặng mùi. Sô mi shima ra, đây là ồn ào, tức là tiếng động lớn. Khuê chất hà là dễ chịu. Hờ ly đà là vứt đi, bỏ đi. Chiêu đà là dọn dẹp. Chân ni hà đà là sắp xếp. Dọn dẹp ấy, sắp xếp cho nó gọn gàng. Khoan kia đà là thông gió. Bây giờ mời bạn Trang đọc lại 10 từ vựng này. Nhưng mà Trang chia đôi câu vô luôn nhé Trang nhé. Nè. À... 따라오고요. 따라오고요 em ơi. 깨끗해요. Cái đầu tiên là 떨었다 em ạ. Nè à. 떨었다. Em đọc chia luôn à? Ừ, chia luôn. À. 따라오고요. 따라오고요. 깨끗해요. Ok. 깨끗해요. 망해요. 아? 망해요. 엄한 이에요. 네. 정리가 잘 되어 있어요. 정리가 되어 있어요. 오케이. 냄새가 심해요. 소음이 심해요. 궤적해요. 리어요, 치워요, 정리해요, 환기해요. 오케이. Mời Ngọc đọc lại, Ngọc ơi. Ngọc ơi. Ngọc đang bán hàng cho. Không, em trên Thái. Ngọc ơi, Ngọc đọc cái 10 từ vựng này. Vâng vâng. Tờ rơ uy. Đúng rồi, tờ rơ uy. Vậy bờ biến thành u, thêm ơ yô. Kè cứt hiểu. Ưng mang y yêu. Chân ni ca. Chân tuê ê ít sở yô. Chân ni ca chà. Tuê ơ ít sở yô.
정리가 잘 되어 있어요. 냄새가 심해요. 심해요. 오케이. 소음이 심해요. 좋아, 소음이 심해요. 오케이. 꽤 착해요. 벌어요. 벌려요. 지워요. 지워요. 정리해요. 환기해요. 네. 오케이. Ở đây chúng ta có ngữ pháp đó là cơ tân nhô, đó là vì gắn liền với động từ hoặc tính từ. Danh từ thì phải đi với y tà nếu có phụng đáy. Đó. Mô tả lý do cho một hành động được đề cập trước đây. Tức là cái gì đó, vì cái gì đó mà. Đấy. Nếu danh từ thì cộng với y tà. Ví dụ như là hắc sen y cơ tân nhô. Nha. Ở đây chúng ta xem một số ví dụ này để hiểu hơn cái ngữ pháp này này. Chắc gấp trang y chống mà khuê chất ha nều. Thực sự là gì ạ? Cái nơi làm việc thật sự là thoải mái. Nê, ô chô nê chống sô rơn hét cơ tuần nhổ. À vì buổi sáng đã dọn vệ sinh rồi. Vê y đức kê đem xe gà xí mèo. Vê y đức kê đem xe cả simeo. Quê là tại sao? Idake là như thế này. Còn tại sao lại nặng mùi như thế này? Chikum pen từ cha cơ vơn ha cô ít cơ tuần nhỏ. Vì bây giờ đang ha cô ít tà là đang. Vì bây giờ đang. Vì bây giờ đang sơn. Pen từ cha cơ là sơn. Sơn xích tăng ơn cha á xe ô. Bạn có biết nhiều về Seoul Sik Tang không? Nè, có. Chá chú cá cơn tuần nhiều. Tôi đi thường xuyên mà. Vì tôi đi thường xuyên mà. Ok chưa? Vì cái gì đó mà. Chúng ta dịch cái này nhá. Động từ hoặc tính từ. Danh từ phải đi với y tà, xong đi với cơ tuần. Đây ạ. Động từ, tính từ. Còn danh từ phải đi với y cơ tuần nhổ. Ok các bạn. Bây giờ thầy giáo lấy ví dụ nhá. Ví dụ đây. Vì dọn dẹp rồi. Vì dọn dẹp rồi mà. Đó là chiêu cơ tuần nhổ. Cái này chỉ động từ tính từ việc bỏ chữ tà thôi ạ. Nhá. Được chưa các bạn? Trang hiểu chưa Trang? Được chưa? Ví dụ ngày mai trời mưa chẳng hạn. Ngày mai trời mưa. Thế ngày mai có đi du lịch không? Neil. Ví dụ Trang xem là ngày mai trời mưa nhá. Thì Neil, yo heng gal goyeo. Hoặc là 오늘 여행 갈 거예요. Hôm nay em có đi du lịch không? Thì chúng ta có thể là 아니요. 공부 학 거든요. Không, vì học, đúng không ạ? Vì phải học. Đây là nói lên một lý do mà người khác có thể không biết. Thì chúng ta nói là như vậy. Cơ tuần nhổ, động tính từ đi với cơ tuần nhổ và danh từ đi với y cơ tuần nhổ.
Ví dụ đây ạ. Vì 가르쳐요? Tại sao lại tôi lại dạy? Đấy, tại sao lại thầy giáo lại dạy? Bởi vì gì ạ? 선생님이 있거든요. 선생님이 있거든요. Vì là thầy giáo, vì là giáo viên. Trang 씨가 왜 마이크를 꺼서요? Đây là ví dụ của ngữ pháp này ạ. Tiếp theo chúng ta có phần luyện tập ở đây. Chúng ta lấy các từ này và chúng ta cho vào các câu ở trên này ạ. Nhá. Lấy các từ phần Poki cho vào đây ạ. Polio là chọn vào câu số 1 rồi. Sudegirun Polio cũng là vứt rác. Thì pen từ thông nghe. Thông là thùng ạ. Pen từ thông thì phải làm như nào ạ? Chiuoyo. 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 Pen từ thông là chiuoyo. Chứ phải dọn dẹp thùng sơn đi. Tiếp theo, đối với dụng cụ thì làm như nào ạ? Chỉnh理해요. Chỉnh理해요. Ok. 작업 도구를 정리해요. Tiếp theo, 창문은 연구 환기해요. Đúng không ạ? Okay. Bạn Trang có hiểu câu số 4 có nghĩa là gì không? Mở cửa sổ là mở cửa cho thông thoáng, cho thoáng khí à? Thoáng khí được. Tức là hoan khí đây là lưu thông không khí đấy. Yeah. Mở cửa cho thoáng khí hoặc là mở cửa cho thông thoáng cũng được. Yeah. Tiếp theo chúng ta có phần bài tập số 2. Trang làm câu 1, Ngọc làm câu số 2 nhé. Ngọc ao rồi à? Trang làm câu số 1 rồi. Nè, 작업장이 아주 깨끗하네요. 그렇죠. 어제 청소했거든요. Ok, 청소했거든요, 어제. Ok. Tiếp theo câu số 2 này, Ngọc đâu nhỉ? Ngọc ao mất rồi. 밖이 왜 이렇게 시끄러워요? 어디야? 아, bên ngoài tại sao lại ồn ào như thế này? 시끄럽다 là ồn ào em nhé. 네. 네, 자라라 지금 뭐야? 지금 공장에 공사, 공사 하다. 지금 공사 공사 하고 있거든요. 공사 하고 있거든요. Đấy là vì đã đang có công trường nên ồn ào.
Nào đoạn hội thoại số 2, cái này chúng ta học nhanh chăng nhá. Cái này thực tế đây là làm về nông nghiệp là chính ạ. Không phải làm công nghiệp đâu. Cái này học về ngành nông nghiệp mà cái này chính là chăn nuôi gia súc ấy, ngành chăn nuôi của nông nghiệp. Thế đây Chuin Achumoni và Hương là mail Chuodo 이렇게 분뇨가 사시니까 치우기 너무 힘든지요. Ngày nào cũng dọn vào chất thải chất đống này. Để mail Chuodo là ngày nào cũng dọn. 이렇게 분뇨가 사시니까 vì là cái punio là chất thải, itake là như thế này, sata là chất, trồng chất đấy, chiugi nấu kim tân chiếu là cái việc mà dọn dẹp ấy thì rất là vất vả đúng không, vất vả lắm nhỉ. Chôm kim tân kinen han đều hơi mệt ạ, hơi khó khăn ạ, hơi vất vả. Kureto cho dù như vậy, harurato cho dù một ngày đi chăng nữa, dù nếu chỉ một ngày, án chiu miền nếu chỉ một ngày không dọn dẹp, nó mu chi chơ bun he chi chà nài ồ sẽ trở nên rất bẩn mà. Mà chơi ồ, 그런데 사모님, 사모님 là vợ của ông 사장님 nhé các bạn nhé. Nói về những người tôn kính cái gì đó nim thì vợ của những người đó thì là cũng là 사모님. 어제 보니까 hôm qua ấy, tôi thấy 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데. Hôm qua ấy, thì tôi cũng thấy là có nhiều cái rác. Hôm qua tôi thấy nơi chất đổ thải ấy, đây nơi vứt những cái chỗ thải chất thải ấy, thì có nhiều rác khác. 다른 쓰레기 là rác khác. 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? Thì phải phân loại. 따로 분리해서 phân loại rồi mới vứt đúng không ạ? 안 그래도 nếu không như vậy, 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 갔었어요. Vì vấn đề như vậy, vì cái vấn đề là xử lý rác thải nên không như vậy, cho dù không như vậy nhưng mà Sa Giang Nim ấy cũng vì vấn đề là xử lý rác thải ấy, Si Chung E Kha Sot Seol, tức là ông giám đốc ông cũng đi lên tòa thị chính rồi, đi lên phường ấy. Chori phang bop 좀 까다로워서 까다로워져서 hơi phức tạp một chút ạ. 교육 받고 오시면 말씀하실 거예요. 교육은 받고 sau khi mà đào tạo, nhận đào tạo ấy, 오시면 quay về, 말씀하실 거예요 sẽ nói chuyện. Đấy là bài này và chúng ta nghe nhé. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면
너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 이제 mời Trang đóng vai với thầy giáo nha Trang nhá. 네. thầy giáo đóng vai là Chuin Ajumoni, còn Trang đóng vai là Hương. 네. Đóng vai luôn Suvika nhé. 네. Ok. Men chiodo 이렇게 분뇨가 샀으니까 차이니까 치우기 너무 힘든죠? 좀 힘든기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님 어제 보니까 물려버리는 곳에 다른 쓰레기도 만든데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요. 아니에요죠? 아니에요? 아니에요. 아니에요. 네. 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 갔었어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Và bây giờ lại đổi lại nhé. Trang bây giờ là Chuin Ajumoni, còn thầy giáo đóng vai Hương và Suvika. Nè. Mẹ in chi wo to 이렇게 물려가 샀으니까 치우기 너무 힘든지요? 좀 힘든기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 아, 그래도 사장님의 폐기물 정리하는 건 엠을 네? 폐기물 네? 처리하다 네, 네. 나 쓰리 폐기물 네네 폐기물 처리하는 건 그것 때문에 시청에 갔었어요. 정리 방법이 좀 까다요 구워져서 교육 받고 오시면 말씀하신 거예요. Không phải nha. Đầu tiên là đây man sum ha xin cơ yêu man sum ha xin cơ yêu. Tiếp theo là phê kim mul cho ri ha nên cốt, hoặc là đây ạ, cho ri bằng bóp chứ không phải là trông ri bằng bóp. Cho ri là xử lý, xử lý phế thải ấy. Bằng bóp là phương pháp. Ở đây không xuất hiện chân mi nào cả đâu ạ. Chờ đi. Chờ đi. Bằng bấp đi. Chờ đi bằng bấp đi. Chôm kataro wo cho sơ. Kataro wo cho sơ. Ok. Bây giờ mời Trang nghe lại một lần nữa này. Đề hoa 2. 매일 치워도
이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 자, 오케이 자. 네. Nhà Ngọc hôm nay lại mất điện. Đây, chờ đi ha ta, đây là xử lý nhá. Em xử lý thì có xử lý phế phế thải này, phế kim mùn. Phun li ha ta là phân loại. Katarokta là phức tạp. Katarokta thì thành kataruoso, kataruochi, chưa so. Ở đây chúng ta có phế thải đấy. Phế thải và trong nitoku là những dụng cụ dùng để dọn dẹp. Thế đây em chú ý mấy từ này ạ. Pegimul, đây là những cái chất thải phế liệu nhá. Pegimul là những chất thải nói chung, phế liệu ấy ạ. Nhá. Tiếp theo là nước thải là pesu. Pesu là nước là thủy đấy. Pesu là nước mà bỏ đi. Pe là phế. Peyu là dầu thải. Nhá. Phun nhiêu hoặc là person mul, đây là chất thải hoặc là phân động vật đấy ạ. Hoan ki hà đà là thông gió, hoan phun ki là quạt thông gió. Son su lê là xe đẩy tay nhá, son su lê. Irunja, irunja là xe rùa, xe rùa đấy ạ. Irunja. Satari là cái thang. Satari là thang. Mate là bao tải. Mate. Takuni là rổ, thúng hoặc giá ở mình ấy. Pininkul. Pininkul đây là Pininkul là cái dây ni lông. Mời Trang đọc lại một lần những từ vựng này Trang nhé. Pekimun, Pesun, Peyu. Em ơi, đây là Pe. Pe, Pekimun, Pesu, Peyu. Ok. Bun liều, Besun mul, Phan Pung Kỳ, Son Sure, In Liu Cha, Satari, Met. Mate. Mate. Bakuni. Bakuni. Pininkun. Pinin. Pinin. Pininkun. Pinin là ni lông ấy. Pininkun, kun là dây. Em nhớ. Cái cuộn dây đỏ đỏ mà đi mua về mình buộc hàng ấy, đấy là pininkun ấy. Và tiếp theo mình học phần ngữ pháp này, chúng ta có tính từ đi với a ơ chi đà. Thầy giáo viết lại như này, tính từ đi với a ơ chi đà. Ở đây mình có nghĩa là trở nên hoặc trở thành cái tính từ này. Nhưng mà là tính từ này có chia nhé. Đấy. Ví dụ như là chô a. Chua, chi đà, nó là trở nên tốt hơn, nhá. Napa chi đà, napa naputa xấu mà, chi đà là trở nên xấu đi hoặc trở nên kém đi. Đấy. Hoặc là ví dụ bạn trang điểm vào thì trở nên đẹp hơn thì là
예뻐지다. 그 장치가 화장하면 예뻐져요. 예뻐져요. 어, 장치가 화장하면 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 예뻐져요. 예쁘다. 지아어 nó sẽ thành 예뻐 쳐요. 지다 sẽ thành 쳐요. đang hiểu chưa? 네. 어, nhớ tính từ nhé. Tính từ phải chia aơ xong đi với 지다. Mình dịch sẽ là trở nên hoặc trở thành gì đó. Nhá. Cái này đi đi với tính từ thôi ạ, nhá. Cái chữ tà này sau này chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta chia đuôi câu đây hoặc chúng ta ghép vào gì đó. Nhá. Trang ơi, Trang xem mấy ví dụ bên dưới cùng thầy giáo nhé. Đây ạ. Mie chin chon po ta. Mie chin là mấy ngày. Chon là trước. Po ta là so với. Cho nên chúng ta sẽ dịch là so với mấy ngày hôm trước ấy. Punyo ga. Punyo là cái chất thải ấy. Chong ma bán na chốt rồi. 정말 많아졌어요. Trở nên nhiều, thực sự trở nên nhiều hơn mấy ngày trước. Tức là gì ạ? Cái chất thải thực sự là nhiều hơn mấy ngày trước. 그렇죠? Thật vậy à? 빨리 치워야겠어요. À, chúng ta phải dọn nhanh lên. 환풍기는 고치니까 어때요? Đây là gì? Cochita là sửa em nhé. À, vì là sửa cái quạt thông gió nên như thế nào? Shinne kongki ga honshin kaekkeuthaejeotseoyo. Vì sửa quạt thông gió rồi nên bạn thấy thế nào? Shinne kongki. Shinne là ở bên trong phòng, kongki là không khí. Không khí ở trong phòng ấy. Honshin là rất. Kẻ cứ the chất rồi, rất là sạch sẽ. Đó, không khí trong phòng rất là sạch sẽ, tức là rất là thoáng, rất là thích. 이제 봄이네요. 이제 봄이네요. À, bây giờ là mùa xuân rồi. 그렇죠? Đúng rồi ạ. 날씨가 많이 따뜻해졌어요. Thời tiết là 많이, nhiều này. 따뜻해졌어요 là ta tất he chất rồi là đã trở nên ấm hơn nhiều. Đấy. Đúng rồi. Ok. Đây là cái trở nên trở thành thì chúng ta lưu ý như vậy nhé. Cái này hiểu chưa Trang? Nè, hiểu rồi. Cái này chia động từ xong sau đó là
cái cứ he chi đà đúng không? Phải he chi đà, đây là cái ngữ pháp của nó. Và bây giờ phần luyện tập thì chúng ta có yosip y, thì các bạn thì bạn Trang nối giúp thầy giáo năm cái từ vựng này nhé. Đầu tiên số 1 là đây là nước thải đúng không? Pesu. Pesu. Tiếp theo là chất thải, đó là cái gì đấy? Bunyo. Bunyo. Tiếp theo quạt thông gió. Hanpunki. Ok. Cái thang. Satari. Satari. Còn cuối cùng là dây ni lông đúng không? Inin-kun. Inin-kun. À, chúng ta trở nên a-ơ-chi-đà, trở nên trở thành cái gì đó thì chúng ta sử dụng cái ngữ pháp này để hoàn thành câu. Thì thầy giáo làm trước câu số 1 để bạn Trang hiểu cách làm nhé. Pesu temune, vì là vì nước thải. Vì nước thải nên làm sao ạ? Pesu temune kangmuri, kangmuri toro kamuri toro toro chotsoyo. Đấy, thì là vì nước thải cho nên là kamuri, kangmul, kangmul là nước sông ấy ạ. Kang là sông, mul là nước ạ. Kang, kang muri toro chotsoyo, vì nước thải cho nên là nước sông bị ô nhiễm. Nước sông là bẩn đúng không? Toro toro chotsoyo. Trang hiểu chưa? Nè. Tức là lúc đầu là kang muri ketsura, tức là nước sông sạch sẽ, thì đây là vì nước thải nên làm cho cái nước sông trở nên bẩn. Cái thứ hai, tông nê ga chú yung hoa ra, tức là lúc đầu ngày xưa ấy, là tông nê là cái khu vực xung quanh ấy. Tông nê là khu vực xung quanh nhé. Chú yung hoa ra khu vực xung quanh yên tĩnh, còn tông nê so mi shima ra bây giờ rất là ồn ào, thì là vì công trường không xa he thôi. Trang làm câu số 2 nhé. Nè. Công sa đơn he sơ tông nê e so ung mi sim he chất sôi. Ok, sim he chất sôi, đúng rồi, chính xác. Sim a ra sẽ thành sim he chất sôi. Tiếp theo này, chung ni chung tôn chan ha ni ga, vì là dọn dẹp, vì sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Cha cấp trang hoan kiêng ý đặc tu tà, tức là hoàn cảnh nơi làm việc ấy rất là kém, trở nên là gì ạ? Hoan kinh ý quê chức hà tà là hoàn cảnh rất là gì ạ? Quê chức hà tà là gì? Dễ chịu đúng không? Thì trở nên dễ chịu thoải mái thì là vì là dọn dẹp sạch sẽ cho nên là đã trở nên thoải mái, cái môi trường làm việc trở nên thoải mái thì nói như nào chẳng? Chong ni chong tonun tan hanika chak up hoan kyo yi chak up hoan kyung hoan chak up hoan kyung yi quên chak ha quên chak ha quên chak em ơi chak khuê chất hay chất soil. Ok, khuê chất hay chất soil, đúng rồi. Đấy là cái nội dung phần luyện tập là sẽ là như thế. Trang những cái này Trang ở nhà Trang viết luôn ra nhé, Trang nhé. Nè. Viết thành câu luôn ấy nhé. Nè. Ở đây thì cái phần hoạt động ạ. Hoạt động chúng ta thử đọc cái sau và trả lời câu hỏi. Thì cái này thì thầy giáo sẽ dịch cho Trang luôn 6 cái này nhá. Trang sẽ đọc cho thật tốt nhá. Chung ni chung tonun we heya halkayo, là tại sao là phải dọn dẹp gọn gàng.
hoặc là chúng ta có thể nói là tại sao lại phải tổng vệ sinh hoặc là tổng sắp xếp. Đây là tại sao phải làm, phải làm cái gì ạ? Làm cái việc trông mi trông dồn, là dọn gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Thì lý do thứ nhất đó là buôn gơn qua trang xôi đang bị rớt chú rin su isumida. Thì đầu tiên là nó sẽ có thể giảm đi cái sự lãng phí của cái địa điểm và hàng hóa. Tức là gì ạ? Bừa bộn thì chúng ta sẽ mất nhiều không gian. Nhiều khi bừa bộn chúng ta còn không biết là chúng ta có đồ gì ạ. Thứ hai, ăn chơn sa cô rơn dề băng hăng su isumida. Có thể phòng ngừa được cái tai nạn về an toàn. Tức là đồ đạc sắp xếp gọn gàng thì không bị vấp ngã, không bị tai nạn. Đấy. Số 3 là kike rơn ore tông an cha sa yong hăng su isumida. Là đây ạ, có thể sử dụng tốt những cái máy móc ấy trong một thời gian dài, ore tông an trong thời gian dài. Khi mà dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ thì máy nó không bị vấn đề gì cả, nó cứ chạy trơn tru thôi, thì máy sẽ sử dụng thời gian dài, không bị vấn đề gì cả. Chế phumi phumchiri choa chimbida. Là cái chất lượng của sản phẩm ấy là sẽ được tốt lên. Dọn dẹp sạch sẽ đương nhiên là không bụi bặm, thì đương nhiên làm các sản phẩm ấy nó sẽ tốt hơn. Sang san phum chung y. Sang san phum chung y. Piêng kiêng tuyên tê. Xôn xin ân. Chú rin su isumida. Khi mà thay đổi cái phương pháp sản xuất ấy, thay đổi cái sản xuất ấy, thì có thể là giảm thiểu được cái giảm thiểu những cái lãng phí. Xôn xin. Số 6 là chân câu chích trang, là một cái nơi làm việc vui vẻ. Pan chân hà nên huê sa ga tuyên su isum đi đà. Có thể được đánh giá là một môi trường làm việc vui vẻ hoặc là một công ty phát triển. Đấy là câu số 6. Thì người ta nói là gì ạ? Cái môi trường sắp xếp gọn gàng sạch sẽ thì nó đánh giá được là cái môi trường làm việc vui vẻ và cái sự phát triển của công ty nhờ vào cái sự sạch sẽ đó. Đây là phần 6 câu này. Chúng ta trang về trang đánh nốt mấy cái dưới này nhé. Còn cái việc mà sử dụng máy móc ấy, đây ạ, chắc ấp tô cu trông ni trông dồn, thì khi mà dọn dẹp được các cái dụng cụ ấy thì nó sẽ có lợi ích như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp các dụng cụ theo cái mục đích sử dụng nhá. Đầu tiên là thế. Thứ hai là kiểm tra cái an toàn của dụng cụ. Đấy, kiểm tra tính an toàn của nó. Thứ ba, công cụ sai ông si chu viên chống ni chống dồn. Tức là khi sử dụng dụng cụ ấy, thì trước tiên chúng ta là sắp xếp dọn dẹp cả luôn cái những cái môi trường xung quanh. Và phô quan là vấn đề bảo quản dụng cụ. Nha. Thì đây là chúng ta có mấy cái vấn đề như vậy. Sắp xếp dụng cụ theo cái mục đích sử dụng này, kiểm tra dụng cụ thường xuyên này, dọn dẹp sắp xếp lại những nơi mà quanh những khu vực làm việc, và cuối cùng là những dụng cụ đó cần phải được bảo quản cẩn thận. Đấy thì các phương pháp sử dụng hoặc để cho dụng cụ sử dụng được lâu và tốt thì chúng ta có những cái như vậy cần chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS Topic. Trang chuẩn bị làm phần tức kỳ luôn nhé Trang nhé. Nè. Sáu mươi bốn quả.
EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠. 너무 지저분하네요. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠. 너무 지저분하네요. 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 4번 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 4번 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 장 làm luôn phần đọc bên trang nhé. 네.
Em học xong chưa Trang? Vâng ạ. Ok, bây giờ Trang đọc kết quả của Trang rồi. Câu mình nghe là 2, 3, 3, 4, 3, 1, 1. Nào, Trang đọc lại Trang ơi. 2, 3, 3, 1, 1 ạ. Ok, nghe đúng hết. Xong còn đọc. Đọc là 1, 2, 2, 1, 4 ạ. Cái cuối cùng là chọn ý 2 em ơi. Thế. Câu 5 chọn ý 2, đó là cơ quan, đó là bảo quản. Còn trông cơm đó là kiểm tra. Cho vào hòm công cụ bảo quản. Nhá. Chuẩn bị cho vào và chuẩn bị theo chủng loại. Chuẩn bị hai yêu. Chuẩn bị cái hòm và theo từng chủng loại. Và độ lớn theo từng độ lớn và chủng loại. Công cụ hàm ơn. Khu chuyên hai yêu. Tức là công cụ hàm sắp xếp riêng biệt và bảo quản. Và phải bảo quản. Đúng không ạ? Bảo quản một cách riêng biệt. Idake chan nữ thú nhân. Nếu mà để như thế này, công cụ rất an toàn hago, cái những dụng cụ nó rất là an toàn và ship kê sa yong han sui thì là có thể sử dụng một cách dễ dàng, đó là bảo quản. Ok, Trang 9 điểm nhé. Em thấy câu đấy nó giống cái câu bên Trang 51. Đúng câu nào? Đuôi câu 51, cái phần thông tin. Ở đây à? Nè. Quên, cô quan đây em ơi. Nè. Bây giờ em đi. Ừ, cô quan. Chúc kia, cô quan. Ok em, hôm nay chúng ta học đến đây em nhé. Nè, à thầy ơi, mai cho em nghỉ hôm nữa mà. Ờ, mai lúc mình nghỉ em nhé. Ừ. Nè. Ok, mai lúc mình nghỉ và thứ bảy chủ nhật nghỉ chơi 30 tháng 4 vui vẻ nhé. Đề. Okay. Vâng ạ. Anh nhau xeo. 30 tháng 4, sau 30 tháng 4 thì thứ 2, thứ 3 các em như nào? Có học không? Em vẫn học mà. Chắc các anh chị nhà thì vẫn học bình thường ấy. Yeah. Vâng. Ờ, ok, thứ 2, thứ 3 vẫn học bình thường em nhé. Nè. Ok. Nè.